Mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đôi Chân Lang Thang. Lời đầu tiên, Đôi Chân Lang Thang xin chúc quý ông bà cô chú anh chị mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và luôn luôn bình an cho cuộc sống. Hôm nay Đôi Chân Lang Thang quay trở lại đây để thăm lại cái hoàn cảnh của vợ chồng anh Tuấn. Đôi vợ chồng mà vợ trẻ chồng già cả nhà. Mấy bữa nay Đôi Chân Lang Thang bận quá không có quay trở lại đây để cập nhật tình hình của gia đình anh cho cả nhà mình xem và trao tặng cái số tiền của cô chú anh chị mình thường quân. Thì cũng có nhiều cô chú anh chị mình thường quân hỏi tại sao không quay trở lại quay lại cái gia đình của anh Tuấn để cho mình thường quân yên tâm. Thì cả nhà thông cảm nha, Đôi Chân Lang Thang rất là bận luôn. Ngày nào cũng phải đi lang thang ở trên núi để giúp đỡ cho những người đồng bào nghèo khó khăn. Thì hôm qua cả nhà, hôm qua là Đôi Chân Lang Thang đi lên núi qua một cái tuyến đường thì gặp sự cố cả nhà. Gặp sự cố bị té xe chợt á, bị ngã xe cả nhà, nên cái xe nó quấn cái chân của Đôi Chân Lang Thang á bị chẹo. Sáng Đôi Chân Lang Thang có đi bác sĩ chụp mà X quang, nhưng mà cũng rất là may mắn là mình trời thương á cả nhà, nên cũng bị chấn thương phần mềm thôi. Bác sĩ nói là giờ uống thuốc rồi nghỉ dưỡng 10 ngày, hạn chế đi lại cả nhà, tại vì sợ nó giãn cơ á, giờ vẫn còn đau cả nhà, nhưng còn cố gắng đến đây để thăm lại cái hoàn cảnh gia đình Tuấn để cập nhật tình hình để cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và cô chú anh chị khán giả yên tâm. Và đây là cái ngôi nhà mà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng vàng yêu thương cho gia đình anh Tuấn, đã gửi tặng tiền để xây dựng lên một cái ngôi nhà. Em chào anh Tuấn nha. Chào chú. Đau cái chân quá. Ngồi ghế đi. Hôm qua đi ra kiền kiền bị lên núi á, cái qua một cái bờ á, nó cao quá cái ngã xe sau lột xuống giờ gãy, nó bị bung gân á, tưởng đâu gãy không à, qua tưởng gãy không thì khám bác sĩ lại cho nó có phần mềm, cái gân nó kéo lên cái cơ đầu gối. Sáng em mới đi á, rồi nhí vào đây luôn nè. Bữa giờ công việc tiến triển tới đâu rồi anh? Nó thì mình cũng làm bình thường, làm mà bữa giờ làm lên được như vậy rồi đó. Thở nó về hết rồi, mình tranh thủ đẩy đá vô để đầm nền chứ bỏ tiền ra mua mấy này nữa khó. Mình đá theo rẫy có, mình lấy xe rùa mình đẩy vô để đầm mấy đá này. Đá này là mình tận dụng, mình lụm. Mình lụm, và đá này nó vô bê tông thì nó chắc hơn. Cái ngôi nhà này rất là rộng cả nhà. Phải nói mấy anh thợ ở đây làm rất là đẹp luôn. Thì cái không gian như thế nào thì Đôi Chân Lang Thang và anh Tuấn sẽ review một vòng để cho cả nhà mình xem nha. Thì anh em mình đi review một vòng đi. Khu vực đây là khu vực là bài phòng khách đúng không anh? Đúng rồi, mình để trống. Phòng khách đây là chiều ngang ở bên đây là qua đây là 9m. Là 6m. 6m. Ở bên trong phòng? Bên trong phòng 3m. 3m nữa là 9m. Ở ngoài này tính ra xà lán luôn là 7m. Dạ. Trong phòng là 2m nữa là 9m. Là mình mượn cái dách này luôn hả Tấn? Dạ, Tấn đúng qua đây Tấn. Đó, mình mượn cái dách từ trong phòng ra cây này là 6m. Rồi đây qua cây đó mái nữa là 3m nữa là 9m. Này là mình lợp tôn đúng không? Cái mình này bắn tôn dách đúng không? Này lợp tôn. Nhìn rất chắc chắn cả nhà. Chắc chắn chứ làm gì hao xi lắm á. Tại vì mình không có xây lên á, cho nên mình tô xi nó đen tường luôn á. Không, mà phải nói mấy anh thợ này làm nó chắc chắn đẹp. Em chịu á. Là ở không gian đây là rất là rộng rãi nha cả nhà. Mà bây giờ mình vô trong phòng đi anh Tức. Đi, mình vô trong phòng. Phòng đây thì mình làm chiều sâu có 2m à. Còn chiều ngang nó 9m làm theo nhà. Wow, rộng quá ha. Đó, chiều ngang nó là 2m. Đây là cái phòng ngủ của vợ chồng anh Tuấn này cả nhà. Đúng rồi. Và đây là cái không gian. Ủa anh chừa không gian này để làm gì anh Tuấn? Thì chừa không gian này nhiều khi mình để mấy cái tủ quần áo cho cái bàn cho con nó học về nó để bên này. Còn đây mình chừa cái cửa ra cái phòng đằng sau mình làm hồ nước với lại bếp ở ngoài sau. Dạ. Này là toilet luôn á ha. Dạ đúng rồi. Từ từ xuống bực mà. Đây là cái toilet này cả nhà. Đó là hồ nước. Còn đây là toilet ở đây.
Dạ, cũng rộng quá ha. Toilet này là chiều dài, chiều ngang bao nhiêu anh? Chiều ngang 3, chiều dài 3m, chiều ngang nó 1m à. Dạ. Cái này là hình như là cái vách này á, là cái đất của mình đó. Ví dụ như mình xây là bên xã họ không có cho đúng không? Đúng rồi. Là mình ví dụ dạng như là cái vách này mình làm xin thôi đúng không? Đúng rồi, mình tô luôn. Ý là mình làm ở ngoài đây nhưng mình là tô ngoài trước thì họ nhìn vô họ không có biết là mình xây đúng không? Đúng rồi. Cái này là mình mượn vách. Đúng rồi. Nhìn cũng rất là rộng rãi. Thì hôm bữa trước á cả nhà, Đội Trường Lang Thang có nói là nếu mà cái ngôi nhà của anh Tuấn xây dựng lên á mà tầm cỡ 60-70% á thì Đội Trường Lang Thang sẽ quay trở lại cập nhật tình hình cho cả nhà mình xem để cho cả nhà mình yên tâm á. Thì hôm nay là cái ngôi nhà của anh Tuấn là đã hoàn thiện được là 60-70% rồi. Đúng rồi. Là còn 30% đến 40% nữa thì Đội Trường Lang Thang sẽ quay trở lại và cập nhật thêm một tập video nữa để cho cả nhà mình chung vui với gia đình Tuấn khi mà có một cái ngôi nhà mới ấm hơn. Đúng cho rồi. Hai đứa nhỏ như lại vợ chồng anh nữa. Thì anh có lời chia sẻ gì đến cô chú anh chị mình không anh Tuấn? Đó thì cũng trước nhất rồi mình làm được lên như vậy thì cũng nhờ chú. Rồi chú kết nối với lại mấy anh mấy chị ở phương xa, mấy cô mấy chú phương xa thì cũng có mở tấm lòng vàng rót cho mình như vậy. Mình cũng thật lòng cúi đầu cảm ơn. Thì em cũng mừng cho vợ chồng anh ha. À, cái này làm cũng cao chứ không có nóng hơn Tuấn ha? Cũng cao chứ cũng 2m6. À, hình như là theo hồi bữa anh nói là cái phòng này là anh cất để là cho mấy đứa nhỏ nó nằm nó ngủ. Đúng rồi. Rồi những cái vật dụng của mình á, ví dụ mình có đi đâu được là mình bỏ ở đây mình khóa lại. Đúng rồi. Nên mới làm cái cửa đây đúng không? Đúng rồi. Còn ở ngoài đây là ví dụ là ban đêm đồ nằm rồi cho nó mát. Đúng rồi, mình chủ yếu là ở ngoài thôi. Còn cái này trên mình làm cái phòng cho nên mình không có để cửa sổ. Chứ nếu mình làm nhà ở trong đồ thì mình làm cửa sổ ở đây rồi. Tại mình làm cái phòng để đồ thôi, mình không mấy nhỏ nó ngủ đó thôi cho nên mình không làm cửa sổ. Mình ngủ hoài mà ở ngoài rộng mà. Cả phòng khách, cả giường ngủ đồ ở ngoài cũng rộng á. Mình thấy cái ngôi nhà rất là rộng rãi và phải nói rất là chắc chắn luôn. Rất là thích. Và cái khu vực ở ngoài trước đây á, là khi mà mình làm xong mình gói ghém. Ví dụ mà có dư tiền ra thì mình lốt gạch luôn nha. Lốt gạch men luôn cho mấy đứa nhỏ nó nằm cho nó mát. Mình làm nó sạch sẽ nữa. Tại vì ở cái những cái khu rừng như thế này á, thì tháng mưa cái nhà nó sắp đến rồi. Thì những con rắn, con rết đồ á, nó hay bò vô. Đúng rồi. Mình làm cho nó cao cao lên xíu. Đó bắt đầu là mình ngăn ngừa những cái con rắn đồ ha. Theo em nghĩ là anh phải làm xây một cái cờ ngay đây nè. Xây cái cờ ngay đây dài ra. Rồi mình lốt gạch men trên đây. Để mình nấu ăn đồ, mình đổ đồ ăn đồ lên cho nó sạch sẽ. Đúng rồi. Làm thì nói chung mình cũng mừng có mình nhà, có toilet, làm hết á. Có phòng ngủ. Rất là vui luôn. Vậy đó ngon rồi. Em qua đây ngồi đi anh đi. Vậy cũng tốt rồi đó. Cũng cảm ơn mấy cô mấy chú đã có tấm lòng vàng cho mình như vậy, mình mừng chứ. Chứ tự nhiên mình có như vậy là chị cảm qua ơn. Đây ngồi nói chuyện xíu chị. Đau chừng quá. Thì cả nhà hôm nay đến đây để đưa chân lên thang gửi tặng cái số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, là cái đợt này là đợt thứ hai, để cho anh chị có cái số tiền để mình chi trả công cán và lại mua những cái vật tư để làm trọn vẹn cái ngôi nhà. Thì cả nhà mình yên tâm nha. Anh Tuấn, thì theo anh dự tính là thời gian sắp tới là mấy ngày nữa là xong cái ngôi nhà của mình? Chắc khoảng tuần sau xong rồi. Tuần sau là xong. Tại vì em cũng muốn là anh nói với mấy chú thợ đó thì đánh nhanh tiến độ cho em nha. Tại vì em cũng muốn quay clip sớm để cho gửi đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân xem, để cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là yên tâm và chung vui với gia đình anh. Đúng rồi. Với lại em còn dành thời gian đi tới những nơi khác để giúp đỡ những hoàn cảnh khác nữa. Đúng rồi. Tại vì khi mà em giữ tiền của chú anh chị Mạnh Thường Quân á, để lâu quá thì nó cũng không hay lắm. Đúng rồi. Thì trước tiên á, thì trao cái số tiền mà công bố tên Mạnh Thường Quân á cả nhà. Thì Đội Trường Lang Thang sẽ hỏi phỏng vấn hai vợ chồng một chút xíu, là em sẽ nói những cái câu vui nha. Đúng rồi. Tại vì khi mà đăng tải cái hoàn cảnh của anh chị lên á, thì có nhiều người gọi đến cho Đội Trường Lang Thang. Người này nói cái kia, người kia nói cái nọ. Thì có một anh không biết tên anh đó, ảnh chỉ gọi cho Đội Trường Lang Thang, anh nói vậy nè:
anh kêu là khi nào mà quay trở lại á hoàn cảnh anh á thì cho nó gửi lời hỏi thăm gia đình anh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ảnh nói là nếu mà có cơ hội á anh có thể là nhận anh làm đệ tử. Đó là anh nói vậy nè. Anh kêu thì anh có bí quyết nào không mà chỉ cho cái anh đó để cho anh đó anh đi cua gái á. Thì anh kêu tại sao mà anh là mà lớn tuổi như vậy mà sao lại sao là lấy được một người vợ mà trẻ mà hiện vậy. Thì anh có bí quyết gì mà anh có thể là chia sẻ một chút xíu để cho cái anh đó anh biết được. Tại anh gọi em hoài luôn. Để cho nó cách xem video để cho anh hài lòng anh. Nói chung á thì mình cũng có cái căn duyên với lại cái cung mạng nó hợp nhau thôi, chứ còn thiệt ra mình cũng chả có bí quyết gì. Chứ thật ra lúc mình chưa có lập gia đình thì người yêu mình nó đếm chắc cũng khá nhiều á. Nhưng mà đều do cái cung mạng với lại cái căn duyên của người với người nó hợp. Chứ thật ra mình toàn là người yêu đẹp gái, cao, trắng, trẻo, toàn là sinh viên đồ không. Nói chung là ngày xưa cũng đào hoa đúng không? Đại học ngành y đồ cũng có, chứ bây giờ mình ra nghề đi làm than, làm rẫy mình cũng chả có dám ngước lên. Nó rõ ràng vậy, với lại do cái căn kiếp. Chứ không có bí quyết gì mà hay, mà nếu mà bí quyết mà hay, mình làm được cái bí quyết hay đó chắc mình đi ở tù rồi. Chị suy nghĩ sao chị? Nếu cái anh đó anh hỏi vui chị một cái câu nói đó, tại vì anh cứ gọi cho em hoài, em cũng không biết trả lời sao nữa. Cái chú đó cũng tính cũng vui á. Cái đó là do duyên số của mỗi người thôi. Do cái chú đó cũng vui tính á. Mình đâu biết được đâu, giống như là ở trên sắp xếp sao thì mình vậy thôi, chứ mình đâu có biết được. Duyên số mỗi người mà, ví dụ như mình nghĩ là sau này tôi lấy người này, nhưng mà lúc cuộc mà là đặc biệt này, ông bà già vợ thương mình ghê lắm. Nói thẳng ra như vậy, ông bà già vợ nói nguyên chị vợ đồ cũng vậy, thương lắm. Chứ không có mà ý nó lớn tuổi nó ưng con mình này kia nọ là không, chuyện đó không có đâu. Ông già vợ cũng thương, bà già vợ cũng thương. Nói chung mấy chị gái bên vợ là cũng thương hết. Nhưng người lớn họ hiểu và họ đồng cảm với mình là vậy là quá 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 tuyệt vời rồi. Đúng rồi. Thì cả nhà cũng có một người anh ở ngoài Bắc, thì anh cũng có gọi cho đôi chân tôi thang anh nói như thế này. Anh cũng thấy hai vợ chồng của anh Tuấn khó khăn, nên anh cũng có gợi ý hỏi ý kiến vợ chồng anh Tuấn, nói là nếu mà vợ chồng anh Tuấn đồng ý á thì anh sẽ cho địa chỉ ra ngoài nhà của anh về đó, là anh cho nhà ở, ảnh tạo điều kiện công an việc làm. Tại vì hai vợ chồng ảnh là anh đang làm công ty may, là nếu mà ở trong đây mà không có cuộc sống ổn định á, nếu mà muốn mà đi vào công ty làm á thì có thể là liên hệ với ảnh. Anh sẽ đưa cái địa chỉ mà anh sẽ ví dụ như là bao tiền xe, tiền ăn, tiền uống để ra vào đó, rồi ảnh cho vào chỗ ở, rồi ảnh tạo điều kiện vô xin vô công ty làm chung với vợ anh luôn để có cuộc sống tốt hơn á. Rồi theo anh chị suy nghĩ sao? Theo như mình nghĩ chắc đi không được rồi. Tại vì mình ở đây con còn đi học, với lại lớp con nó còn nhỏ quá. Nếu mà đi làm á thì một mình vợ làm được, còn mình thì lớn tuổi thì vô công ty sao vô mà ra ngoài Bắc nữa. Nó cái tầm độ nó cũng xa. Hơn nữa mình lớn tuổi chắc công ty không nhận đâu. Cái anh đó ảnh cũng có ý tốt á. Nhưng mà mình nghĩ mình chừng này tuổi rồi công ty nào nhận mình nữa. Mà vợ đi làm được, nhưng mà con mình còn đứa rồi đi học, còn đứa còn đang giữ như thế này. Chắc mấy cái đó xin đi chứ không có đi làm kiểu đó. Hơn nữa ở đây cũng có mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú phương xa đóng góp cho mình một số tiền để mình có cái căn nhà chui ra chui vô ấm áp rồi. Mình đi kiểu đó nữa chỉ có mình vợ làm được thôi. Còn mình dù có đi chăng nữa mình ra đó mình vô công ty không được. Mình có tuổi rồi á. Chứ còn vợ thì làm được, mà vợ dắt hai đứa con ra đó, một đứa đi học, rồi đứa còn nhỏ như thế này, vợ cũng lưu chu lưu chích. Chứ đi làm công ty nó cũng đâu có trọn vẹn được. Dạ. Nó khó khăn chỗ đó. Chứ chú đó, chú cũng có tấm lòng tốt quá, cũng cảm ơn chú. Đó, thì cả nhà. Thì nếu mà anh với chú thì có nghe, có xem được cái video này và nghe những lời chia sẻ của vợ chồng anh Tuấn thì cũng hài lòng nha cả nhà. Tại vì ảnh cứ gọi hoài, đừng có gọi cho em nữa nha anh.
giờ em cũng biết trả lời sao, thì anh nói vậy thì đây là duyên số. Tình yêu thì không có phân biệt tuổi tác, quan trọng là mình có yêu thương nhau hay không. Đó, còn cái cuộc sống riêng của họ thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cành thôi. Chỉ có người trong hốc mới biết mình bị kẹt thôi. Cái hoàn cảnh như thế nào thì người trong nhà mới hiểu được. Người ngoài ta nhìn vô người ta đâu có biết hiểu được đâu. Ví dụ người ta nhìn vô người ta hiểu tầm cỡ 50-60% thôi. Còn 40-50% kia đâu có hiểu được. Đó. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị khán giả xem video. Cũng góp ý nhiều cái để cho Linh Thang cũng xin học hỏi. Cảm ơn rất là nhiều. Thì bây giờ là đội trưởng Linh Thang sẽ công bố số tiền và tên của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân để cho cả nhà mình xem được video, cả nhà yên tâm rằng đội trưởng Linh Thang đã giải ngân cái số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rồi. Hôm nay thì đội trưởng Linh Thang xin phép cả nhà là mặc quần đùi nha cả nhà. Tại chú bị té mà tại không sao đâu. Đội trưởng Linh Thang bị té, bị đau cái chân á nên bị bóp thuốc á cả nhà. Để mặc quần dài mình co ra co vô á, không có tiện lắm. Mặc quần dài cho nó thoải mái nên cả nhà cũng thông cảm nha. Thì cả nhà, hôm bữa giờ là cái số tiền của đôi chân lang thang đưa cho anh Tuấn là đợt 1 là 16 triệu mấy trăm ngàn. Mới lại tiền của bên kênh em của đôi chân lang thang á, là gà lang thang á cả nhà. Cũng chia sẻ cái hoàn cảnh của gia đình anh lên trên kênh của gà lang thang. Thì cũng có nhiều cô chú anh chị đã mở tấm lòng vàng yêu thương cho cái hoàn cảnh của anh chị. Tại vì anh chị lúc đó là rất là khó khăn luôn cả nhà. Nhìn là thấy thương rồi, nhìn vô cái ngôi nhà và nhìn hai đứa nhỏ rất là thương luôn. Nên đôi chân lang thang chia sẻ và được cô chú anh chị yêu mến gửi tiền để tặng cho hai vợ chồng anh Tuấn xây dựng lên cái căn nhà. Thì đôi chân lang thang cũng xin là phép là cảm ơn tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước, và tất cả cô chú anh chị khán giả đã luôn yêu thương đồng hành với đôi chân lang thang những tập video góp ý chia sẻ những cái kinh nghiệm để cho đôi chân lang thang có thể là có một cái động lực để bước đi trên con đường thiện nguyện. Thì đôi chân lang thang sẽ công bố cái số tiền đợt 2 này cho nó rõ ràng và trao tiền cho vợ chồng anh Tuấn. Thì trước khi đưa tiền cho anh Tuấn thì đôi chân lang thang sẽ đọc trước cái danh sách đợt 2 này để cho cô chú anh chị xem là biết là cái số tiền của cô chú anh chị đã giải ngân rồi. Là đợt 2 Mạnh Thường Quân thứ nhất là chị Phạm Thảo. Chị xin lỗi cả nhà, xin lỗi. Mạnh Thường Quân thứ nhất là chị Phạm Thị Thảo ở Úc 5 triệu. Mạnh Thường Quân thứ hai là chú Nguyễn Hùng ở Phú Nhuận 5 triệu. Mạnh Thường Quân thứ ba là anh Anthony Lục ở Mỹ 6 triệu. Mạnh Thường Quân thứ tư là cô ba ở Phú Quốc 1 triệu. Mạnh Thường Quân thứ năm là anh Trung ở Sài Gòn 1 triệu. Mạnh Thường Quân thứ sáu là anh Mẫn Chi ở Mỹ 2 triệu. Và Mạnh Thường Quân tiếp theo là cô có nick Zalo là Nguyễn Hồng Hà 2 triệu. Và Mạnh Thường Quân tiếp theo là cô Nguyễn Thị Kim Thu ở Mỹ 2 triệu. Chị giấu tên ở Hà Nội 500 ngàn. Và anh Nguyễn Thành ở Mỹ 1 triệu. Anh Vương ở Vũng Tàu 4 triệu. Chị Mỹ ở Mỹ Tho 500 ngàn. Chị giấu tên ở Sài Gòn 500 ngàn. Và anh Lê Xuân Phú ở Đắk Lắk 200 ngàn. Đội chung lương thông đã tổng kết cái số tiền của cô chú anh chị là tổng số tiền là 30 triệu 700 ngàn cả nhà. Khi mà đọc danh sách á, nếu mà cô chú anh chị nào gửi tiền về á, mà thấy sai sót hoặc là không có tên của mình á, thì hãy liên hệ với đội chung lương thang nha. Số điện thoại đội chung lương thang đỡ bên góc bên trái. Có thể là liên hệ qua số đội chung lương thang là 0896 420742. Có thể là kết bạn Zalo hoặc là gọi Viber nha cả nhà mình. Thì bây giờ đội chung lương thang sẽ đếm tiền và trao tiền cho anh chị nha. Thì em cũng đọc cái danh sách rồi. Tại cái danh sách này á, là ở trong này á, là cũng có nhiều cô chú anh chị bên Mỹ á cả nhà. Nhưng mà đội chung lương thang mà ai gửi trước gửi sau là đội chung lương thang sẽ ghi danh sách đây. Đó, từng chi tiết. 30 triệu 700 ngàn. Giờ đội chung lương thang sẽ đếm tiền cho cô chú anh chị mình xem. 1 triệu cả nhà. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu,
11 triệu, 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu, 15 triệu, 16 triệu, 17 triệu, 18 triệu, 19 triệu, 20 triệu, 21 triệu, 22 triệu, 23 triệu, 24 triệu, 25 triệu, 26 triệu, 27 triệu, 28 triệu, 29 triệu, 30 triệu, 30 triệu 700 nha cả nhà. Họ Tuấn đếm lại giùm em anh Tuấn. Thôi đủ rồi. Thôi đếm lại, đếm cho cô chú anh chị mình đồng quân xem. $30,700 Dạ là chính xác, $30,700 đúng không anh? Đúng rồi. Đôi chân lang thang sẽ xin đọc lại cái danh sách để cho cô chú anh chị mình biết là cái số tiền và cái tên người gửi là cái số tiền đôi chân lang thang đã giải ngân nha cả nhà. Em sẽ đọc lại tên danh sách để cho cô chú anh chị mình xem á. Đợt 2, chị Phạm Thị Thảo ở Úc 5 triệu, chú Nguyễn Hùng ở Phú Nhuận 5 triệu, anh Anthony Lục 6 triệu ở Mỹ, cô Ba Phú Quốc 1 triệu, anh Trung ở Sài Gòn 1 triệu, anh Mẫn Chi ở Mỹ 2 triệu, cô có nick Zalo là Nguyễn Hồng Hà 2 triệu, cô Nguyễn Thị Kim Thu ở Mỹ 2 triệu, chị giấu tên Hà Nội 500 ngàn, và anh Nguyễn Thành ở Mỹ 1 triệu, anh Vương ở Vũng Tàu 4 triệu, chị Mỹ ở Mỹ Tho 500 ngàn, chị giấu tên ở Sài Gòn 500 ngàn, anh Lê Xuân Phú ở Đắk Lắk 200 ngàn, tổng số tiền là 30 triệu 700 ngàn. Đây anh ha, 5, 10, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 24, 55, 25, 29, 30, 200 đây nữa là 30 triệu 700 ngàn. Thì đôi chân lang thang sẽ nhường cái mic lại để cho vợ chồng anh chị là gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Bây giờ trước mắt này mình cũng cảm ơn mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú ở các nước phương xa cũng như phương gần mở tấm lòng vàng rót những số tiền như vậy cho vợ chồng gia đình đang khó khăn. Mà cô chú có tấm lòng vàng cho vợ chồng gom góp những số tiền vậy gửi cho mình làm lên được cái nhà ấm áp thì cũng rất là cảm ơn cô chú, cái anh, cái chị. Cảm ơn cô chú, cái anh, cái chị nhiều. Xin chân thành cảm ơn các cô chú trong nước cũng như ngoài nước đã có tấm lòng vàng giúp đỡ cho vợ chồng, cho có hai con nó có chỗ trú nắng trú mưa, ăn học đàng hoàng. Xin chân thành cảm ơn các cô các chú rất là nhiều. Mãi mãi ghi nhớ công ơn của mấy cô mấy chú, không bao giờ quên. Dạ. Thì khi mà mình đã có tiền rồi, mình xây dựng lên cái nhà, thì em cũng mong là mình gói ghém cái ngôi nhà của mình là cho nó trọn vẹn cái số tiền, và nếu mà có thể là dư ra một chút xíu này gì đó thì anh có thể là mua những cái vật dụng như là bàn ghế gì đó để mình có đủ để cuộc sống của mình nó sẽ tốt hơn. Và khi mà có ngôi nhà rồi, em cũng mong là anh đi cố gắng lên để mình làm cái công việc, kiếm công việc nào ổn định làm để nuôi vợ con ha. Đúng rồi. Thì cuộc sống mà cả nhà, khi mà mình lúc khó khăn á mà ai giúp đỡ mình rất là mang ơn luôn cả nhà. Theo như anh thì anh nghĩ như thế nào? Đó thì mình cũng cảm nhận là như vậy đó. Mình trong tình cảnh như thế này mà mấy anh mấy chị thương gom góp cho mình tiền như vậy, thì mình bây giờ mình được như vậy mình rất là cảm ơn nhiều. Mừng và cả vui, vui mừng và cảm ơn nhiều. Mấy anh mấy chị có tấm lòng hoàng ở các nơi mà cũng có tấm lòng thương mình như vậy là mình đội ơn nhiều.
Thì cả nhà, đội dân lang thang đã trao số tiền của chú anh chị Mạnh Thường Quân, và đội dân lang thang sẽ quay trở lại khi mà cái ngôi nhà của anh Tuấn hoàn thành, thì đội dân lang thang sẽ quay clip và chia sẻ đến cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và cô chú anh chị khán giả, để cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là biết được cái ngôi nhà của anh Tuấn đã cất lên, đã hoàn thành rồi, thì để cô chú anh chị có thể là chung vui với gia đình anh Tuấn. Thì một lần nữa đội dân lang thang cũng xin thay mặt cho vợ chồng anh Tuấn cảm ơn tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước, và cô chú anh chị khán giả. Đội dân lang thang cũng không biết nói gì hơn. Xin chúc cho cả nhà mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và luôn luôn bình an trong cuộc sống, và tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và gia đình thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn may mắn trong cuộc sống. Có lẽ là đội dân lang thang sẽ khép lại video tại đây và sẽ đợi cái ngôi nhà của anh Tuấn hoàn thành, đội dân lang thang sẽ quay trở lại để cập nhật cái tình hình của vợ chồng anh Tuấn cho cả nhà mình yên tâm. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Thì anh Tuấn có thể là một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Một lần nữa thì mình xin cảm ơn các cô chú anh chị ở các nơi rót cho mình những cái số tiền nhằm vào cái hoàn cảnh khó khăn như thế này, thì mình xin cảm ơn nhiều ạ. Thì đôi chân lên thang sẽ xin khép lại video tại đây và hẹn cả nhà mình những tập video mới. Cảm ơn mình cả nhà mình rất là nhiều nha, đã luôn đồng hành cùng với đôi chân lên thang. Đội dân lang thang cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị đã mở tấm lòng vàng ở cả nhà, yêu thương mấy anh em, hỗ trợ mấy anh em tiền xăng để đội dân lang thang có thể là đổ xăng ăn uống trên con đường làm thiện nguyện. Bye bye cả nhà mình nha, hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo. Bye bye.